Ấn Độ nhận Rafael tam giác, láng giềng lo sốt vó. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rana Singh bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Pháp nhằm thắt chặt quan hệ quốc phòng, an ninh giữa hai nước, đồng thời tiếp cận những chiến đấu cơ Rafael đầu tiên mà nước này đặt mua từ Pháp. Trong chuyến thăm Pháp, Bộ trưởng Rana Singh chứng kiến lễ tiếp nhận chiếc chiến đấu cơ Rafael đầu tiên cho không quân Ấn Độ IAF tại căn cứ không quân Merinac gần Bordeaux, tây nam nước Pháp. Đây là bước đầu trong hợp đồng mua 36 chiếc Rafale của Pháp với giá trị khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, được ấn độ ký kết với Pháp và tập đoàn Dassault Aviation từ tháng 9 năm 2016. Số máy bay Rafale còn lại tiếp tục được Pháp bàn giao cho Ấn Độ trong 2 năm tới. Giới quan sát nhận định, việc sở hữu các máy bay chiến đấu Rafale giúp Ấn Độ tăng cường đáng kể tiềm lực quốc phòng, giúp đối đầu với những đối thủ tiềm tàng là Pakistan và Trung Quốc. Theo các nguồn tin, Phi đội tiêm kích Rafale đầu tiên của Ấn Độ được triển khai tại căn cứ không quân Ambala gần biên giới Ấn Độ và Pakistan. Phi đội Rafale thứ hai dự kiến bố trí tại khu căn cứ Hasimara, bang Tây Bengal. Phi đội Rafale thứ ba bố trí sát biên giới với Trung Quốc. Rafale là loại tiêm kích đa năng nằm trong top đầu thế giới hiện nay, khả năng cơ động tốt, kho vũ khí đa dạng cùng hệ thống điện tử tối tân. Chiến đấu cơ Rafale được đánh giá là nét tinh túy quốc phòng của Pháp. Chúng được trang bị nhiều loại vũ khí để có thể đối không, đối đất và cả đối hải. Những chiếc Rafale đầu tiên đã phục vụ trong không quân Pháp từ đầu những năm 2000. Thiết kế cánh tam giác độc đáo giúp đem lại khả năng linh hoạt cao cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, đưa nó trở thành một trong những tiêm kích hàng đầu thế giới. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, Ma M88, lực đẩy thô 50 kn trên một chiếc, 70 kn có đôi sau. Động cơ sử dụng hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số giúp tăng lực đẩy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm bức xạ hồng ngoại. Tốc độ tối đa 1.912 km h ở cao độ lớn, 1.390 km h ở độ cao mực nước biển. Rafael được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, buồng lái kiểu nhà kính hiện đại với các màn hình LCD khổ lớn, cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí, nhiên liệu và môi trường xung quanh máy bay. Một trong những điểm độc đáo tạo nên sức mạnh cho Rafael là hệ thống chiến tranh, điện tử tích hợp có tên là Spectra. Hệ thống này được trang bị các cảm biến bố trí xung quanh máy bay, cung cấp khả năng phát hiện, nhận dạng và xác định mối đe dọa. Hệ thống này giúp phi công nhận thức được tình huống, đưa ra biện pháp đối phó phù hợp nhất, tăng khả năng sống sót cho máy bay trong chiến đấu. Rafael có 14 điểm, theo vũ khí dưới cánh với phiên bản BC, 13 với phiên bản hải quân, Tổng tải trọng vũ khí mang theo lên đến 9,5 tấn, nhiều hơn so với mức 8 tấn trên tiêm kích Su-30-35 của Nga. Rafael thường mang theo vũ khí hỗn hợp cả không chiến và tấn công mặt đất trong mỗi nhiệm vụ. Rafael tham chiến lần đầu trong chiến dịch Bình Minh, Odyssey, thiết lập vùng cấm bay trên vùng lãnh thổ Libya vào tháng 3 năm 2011. Hiện nay, những chiếc máy bay này vẫn đang tham chiến tại Syria và nhận được đánh giá tích cực. Một số ý kiến cho rằng 36 chiếc Rafael nguyên chiếc sản xuất tại Pháp với giá 166,21 triệu đô la Mỹ một chiếc, đắt gấp 3 lần tiêm kích SU-30 MKI với giá 62,78 triệu đô la Mỹ một chiếc là quả đắng cho Ấn Độ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Rafael đắt gấp 3 lần SU MKI nhưng đắt sắt ra miếng. Công bằng mà nói sức chiến đấu của Rafael cao hơn hẳn SU-30 MKI chứ không phải chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Với thiết kế cánh tam giác, cộng cánh mũi nên Rafael có độ cơ động không thua kém SU-30 MKI là mấy. Trong khi đó, hệ thống điện tử tiên tiến hơn, trong tải vũ khí cũng hơn hẳn SU-30 MKI. Trong tập trận với F-35, Rafael là một trong số ít những tiêm kích thế hệ thứ tư giành chiến thắng trong một số tình huống đối đầu. Hiện Rafael được coi là một trong số ít những tiêm kích thế hệ 4.5 mạnh nhất thế giới. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.